Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, trời có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, trong ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông thì cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 22 đến 32 độ, khu vực vùng núi cao từ 20 đến 25 độ và độ ẩm dao động trong khoảng là từ 60 đến 90%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 22 đến 27 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè có nền nhiệt độ được dao động từ 25 đến 32 độ và độ ẩm dao động trong khoảng từ 65 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Sìn Hồ được dự báo có nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên được dự báo có nhiệt độ từ 24 đến 30 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực huyện Nậm Nhùn được dự báo có nền nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Tam Đường có nền nhiệt độ được dự báo từ 24 đến 30 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự, dự báo trong khoảng từ 24 đến 30 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ với nền nhiệt độ được dự báo từ 25 đến 32 độ và độ ẩm dao động từ 65 đến 95%. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với dự báo tỉnh Lai Châu vẫn sẽ có mưa, dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Vùng núi thì cần đề phòng xảy ra mưa rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm. Quý vị và bà con nhân dân cần đặc biệt cảnh giác với những hiện tượng thời tiết đi kèm trong mưa lớn như là lũ quét, sạt lở đất. Nếu phải di chuyển qua các cung đường đèo dốc nên đi chậm và phải chú ý quan sát đến các dấu hiệu sạt lở để kịp thời xử lý như là các vết nứt, lún hay là phồng rộp trên mặt đường, vách ta luy có nước đục rỉ ra, nghe thấy tiếng đất đá va chạm, cành cây gãy đổ. Vừa rồi là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.